Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã sang Mỹ, đúng không ạ? Ngoài cái dự hội nghị cấp cao thì có làm việc với Mỹ cũng như là Liên Hợp Quốc, thì dĩ nhiên các cái chuyến đi này thì lãnh đạo Đảng Nhà nước chúng ta đều gì ạ, đều có những cái hoạt động ngoại giao để làm sao mà chúng ta thu hút được vốn đầu tư của nước ngoài về Việt Nam chúng ta. Mà khi thu hút được vốn đầu tư á, đồng nghĩa với việc là gì ạ, tạo công ăn việc làm này, đúng không ạ, rồi Đúng. là xây dựng nền kinh tế phát triển này. Và khi các cái doanh nghiệp bước đầu người ta tiếp cận và người ta xây dựng ở các cái cơ sở tại Việt Nam đó, thì người ta nhận thấy là gì, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội Việt Nam chúng ta đảm bảo luôn được giữ vững và là môi trường ổn định cho người ta phát triển. Thì từ các cái doanh nghiệp đó người ta sẽ có những các doanh nghiệp khác người ta tìm hiểu, người ta đầu tư thêm vào, thì cái điều đó rất tốt, nó tạo cái tiền đề phát triển cho nền kinh tế của Việt Nam chúng ta. Và khi kinh tế phát triển thì đồng nghĩa với gì ạ, đồng nghĩa với dân giàu và nước mạnh thôi. À, Cao Việt Trai à, Cao Việt Trai Hello, chào đúng Thái không? Quang, chào bạn Chào, Trung, chào anh chị chào anh em Việt Việt Trai. Nam. Dạ chào. Ngồi buồn buồn rảnh có chút xíu chuẩn bị Ok. chạy đi công chuyện nữa. Mình thấy cái tin này, mình ngồi mình lướt mấy cái tin của Mỹ chút xíu, lên chia sẻ anh chị em tí xíu thôi. Rồi, ok. Thủ tướng Phạm Minh Chính, cái đây là của cái đài, đây là đài CSIS của cũng đài này cũng chính thống ở bên đây Nói chung là có uy tín đúng không? Có uy Đúng tín rồi, đúng đúng không? rồi, đúng rồi, mình coi đài uy tín không à, mình không có coi ba cái quỷ ma kia đâu, mình coi toàn là đài CBS rồi này kia. Đây nè, là người ta nói là 3 tiếng nữa, 3 tiếng nữa chắc cũng cỡ tầm 2 giờ bên đây, 2 giờ chiều là sẽ trực tiếp bác Phạm Minh Chính lên nói chuyện, với kiểu như là về 27 năm ngoại giao, trở À, lại mình có rồi. với Mỹ rồi 27 năm hợp tác rồi này kia cái nọ đó, thì cho hiện tại tương lai, với nói chuyện về Pacific, Indo-Pacific là về Biển Đông, về tương lai của Biển Đông đồ này kia. Rồi vậy thôi, quan hệ ngoại giao thôi, nhưng mà mình cũng chưa biết là hai bên sẽ nói sâu về vấn đề gì nữa, nhưng mà để Việt Rai coi khúc dưới này nữa coi. Để Việt Rai, anh chị em, anh Thơ Quang chờ Việt Rai một cái. Thoải mái đi. Chờ Việt Rai một cái Mà anh Việt thì Rai có định đi không? đi, mình đi làm gần chết luôn rồi, mình ở xa nữa đâu có đi đâu được. Đi gì Trời đây, đi. kiểu Có nước uống, có thức ăn mà. à, đi, đi 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 gì khát nước quá, đi uống nước hả? À đồ, chết rồi, chuyện đó là không bao giờ Có của cả mình. xe buýt đưa đón đó mà anh, trời ơi. Trời ơi, thiệt á, mấy cái trò rùi, không biết ở đâu á, xe bus đưa đón không biết ở đâu nữa, đừng nói đưa đón chở từ Cali qua DC là xa lắm đó. Mấy đại ca nó toàn là làm ba cái trò rùi bu không à, nó mất tiêu rồi. Nãy mình thấy có mấy cái news đây, sáng tin tức nó chạy phà chạy ghê quá. Đâu dòng tôi thấy bận mỡ không? Hồi xưa là vì tiền, vì bao nhiêu triệu đô, bao nhiêu ngàn đô, bao nhiêu tỷ đô, giờ trên nước ổn mì. Gì gì ổn mày, tôi qua mới nói gì Thì thức là ăn mới thì mình hiểu nôm na vậy đi đúng không, mình hiểu nôm na à tại vì đi ngoài đường mà không lẽ giờ mang theo tô phở đâu có được, về chỉ đồ ăn nước khô ổn thôi đúng mì không. rồi à, nghe nó À, trên nước thê, ổn nghe nó mì thê thảm mà quá vậy. em cũng thắc mắc là không biết Thế là thảm mì không hay là mì trứng nữa kìa. mì Mì hay là ngày xưa mì không biết, ở Việt Nam biết, ở Việt Nam rồi thời 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 xưa không biết Việt Nam, còn ở Việt Nam, nhớ tới khái niệm gọi là bánh mì chan chưa, cái này chắc Trung không biết đâu, vậy là có Việt biết Nam biết bánh mì chan, Trung chắc không biết đâu, Trung chắc mình những người trong gia em đình không người biết. chắc chưa biết, mấy người lớn biết, tức là vị Trung biết không, thời đó khổ lắm mà thèm cái bánh mì nhưng mà không có tiền, Trung biết không,
ví dụ mà mình nói ví dụ đi, ví dụ như ổ mì thịt bây giờ khoảng 10 ngàn, 15 ngàn đúng không? Thì bánh mì chan á, tức là nó có cũng rau đầy đủ nhưng mà chỉ chan nước sốt thôi, chứ không có thịt, không có gì hết. Đúng rồi, thịt mì nó chỉ chan nước sốt. Đó, à, đó là ví dụ như là thay vì ổ thì 15 ngàn, còn bánh mì chan là 5 ngàn. Hiểu không? Chung hiểu không? Đó, đó là cái gọi bánh mì chan. Việt Rai cắt thơ quan cái nha, xin lỗi nha, Việt Rai mới vô được cái chỗ này... thì Việt Rai tạm dịch ra là như thế này, của cái đài này là đài chính thống, một chút nữa nó sẽ phát trực tiếp á, bác chính nói chuyện á, là bây giờ người ta đưa cái, bây giờ người ta chỉ đưa cái tựa đề lên thôi, là vinh dự ha, vinh dự được đón tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính vào lúc 3 giờ chiều ngày 11 tây tháng 5 á, mình hôm nay 11 tây đúng không ta? Đúng rồi, đấy. Ừ. Cảm ơn. À, cho bài phát biểu đầu tiên của bác chính tại Hoa Kỳ trước thềm hội nghị cấp Hoa Kỳ ASEAN, là Hoa Kỳ giữa bên Đông Nam Á mình đó, châu Á mình đó. Hội nghị thượng đỉnh năm nay đánh dấu 45 năm quan hệ của Hoa Kỳ với Đông Nam Á và 27 năm kể từ khi Hoa Kỳ và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao. Hãy tham gia cùng chúng tôi khi Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra những nhận xét về hiện trạng và tương lai của mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong một cuộc trò chuyện ôn hòa. Việt Nam là một đối tác quan trọng của Hoa Kỳ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, và mối quan hệ bền chặt của hai nước tiếp tục bền vững thông qua sự tôn trọng lẫn nhau, sự hợp tác và tầm nhìn chung vì một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Đó, Việt Rai, thì hồi nãy Việt Rai cũng nói sơ sơ thì nó cũng giống giống như vậy á, thì Việt Rai vô cái chỗ này Việt Rai đọc nó giống như nó sâu sâu hơn một tí. Thì đó, hiện tại bây giờ thì cái tin mà đầu tiên Việt Rai thấy được ở đây thì người ta chỉ đưa lên như vậy thôi. Còn mình á thì mình chỉ coi những cái báo chí tầm cỡ vậy thôi, chứ còn giờ cùng với anh Tơ Quang hỏi mình cái đám lóc cốc len can kia, mình xe bếp xe bung cái gì nó đi đi kiếm mã tía mã tổ gì của nó thì ai mà biết. Mấy chuyện đó không quan tâm, không thấy, không biết, không cái gì đó, nghe đâu không à. Ok, Việt Rai có cái vấn đề này nè, mình muốn hỏi Việt Rai xem quan điểm của Việt Rai thế nào. Okay. Tức là mình có nghe lướt qua một YouTuber. Okay. YouTuber họ làm một cái live clip, họ cũng nói về cái nội dung này nè, và họ cho rằng á là bác Phạm Minh Chính qua đó là sẽ gặp một cái cạm bẫy không, dăng ra là phải thế này thế nọ. Ồ, ghê gớm lắm. Nhưng mà họ là họ chỉ là một YouTuber. Đúng. Thôi đúng, mình cũng vừa bây giờ anh Thơ Quang nói xong cái mình mới hỏi cái người nói đó họ là cái gì. Thì đó mình muốn hỏi cái quan điểm của Việt Nam về cái nhìn nhận về việc này sáng thế nào. Thì bây giờ á Thơ Quang hỏi mình thì giờ mình chỉ trả lời vậy thôi. Cái người mà họ nói đó họ là ai, họ là cái gì, họ có cái tầm quan trọng ảnh hưởng gì trong cái chuyến đi, trong cái giữa cuộc nói chuyện Mỹ với Việt Nam, hay là họ chỉ là những cái người ngồi lề đường, hay là ngồi lên mạng lên ấy rồi tán dóc tán gẫu nói ba xà ba láp chỉ vậy thôi, đúng không? Trời ơi, hơi đâu nghe nó chi cho mệt. Ghê gớm lắm rồi, Rai ghê không? Cảnh báo ha. À, qua đó là một cái bẫy, phải cẩn thận là thế này thế nọ. À, toàn là mấy tào lao không à, nghe nó làm chi. Mình nghe mình đó, mình coi những cái chính thống như vậy đó. Chứ mình không có coi mấy thằng tào lao. Nghe mấy tào lao rồi anh em mình lên thì mình thấy cái những cái gì tốt, cái gì hay thì mình lên mình nói chuyện, mình bàn chơi đúng thôi rồi. Chứ mình không có đúng cái rồi. Kiểu mà giống như tụi nó lên mà làm bác chính qua đây là phải coi chừng cái này hay là cái kia hay gì. Đúng hồi nãy hình như anh Thơ Quang hay là bạn Trung hay là cái bạn gì nói đó, tại sao người ta lúc nào người ta cũng đấu tranh, người ta muốn Việt Nam mình phát triển cho dân sung sướng, đúng không? Nhưng mà tại sao mỗi lần bên Việt Nam mình đi ra ngoài bắt tay ngoại giao làm ăn xuất nhập khẩu, tất cả các cái đó đều có lợi cho Việt Nam, mà tại sao người ta chống?
Việt Rai chưa bao giờ mình chưa bao giờ mình suy nghĩ ra được cái câu trả lời đó mày. Chưa, đúng không? Chưa giờ hiểu lý do, không đúng hiểu không? Nổi lý do. Hồi nãy nghe khúc đó hay. Ok anh em nói chuyện chơi tiếp đi, mình có công việc tí xíu rồi, có gì rảnh rồi mình nhảy lên chơi lại. Ok Việt Rai. Rồi cảm ơn Tài Quang, cảm ơn bạn Trung, cảm ơn anh chị em nãy giờ nghe Việt Rai lên ngồi tán dóc. Nhưng mà lỡ mai anh có đi xe buýt thì nhớ quay livestream cho anh em xem nha. Ôi có đi là quay liền, nhưng mà ù quá chắc nó quýnh mình chết. Chắc phải đòi bằng áo giáp. Ráng đi đi, ráng đi thôi. Đi chủ yếu là làm dùng ra quay cái chai nước với ổ bánh mì ra như thế nào. Ôi ông ơi, tôi phải đi lo làm kiếm tiền. Hơi đau mà. Nhưng mà ở xa lắm, đâu có ở gần đâu mà thấy mà quay. Ok. Ok thôi, anh em nói chuyện chơi vui đi. Dạ, ok, chào anh. Rồi, chào anh Trung. Rồi, chào Thế Quang, chào anh em. Thì qua nghe cái câu hỏi của anh thì anh chia sẻ thêm một chút trước khi xuống live đó là thực ra mà nói đó thì lúc nãy em có đề cập rồi, đó là gì? Đó là lãnh đạo Việt Nam chúng ta sang và thăm và làm việc với lãnh đạo cũng như các cái đơn vị, những người đứng đầu của các cái bộ và ban ngành của Mỹ, hoặc là các cái thượng nghị sĩ mà có cái sức ảnh hưởng của Mỹ, chứ không ai người ta đi làm việc theo kiểu là đối với những cái thành phố chúng ta nói là vô danh tiểu tốt đó, chả có cái ý nghĩa gì cả. Thế thì dĩ nhiên là hiện nay thì có nhiều anh chị hay là có nhiều các bạn đưa ra những quan điểm nhìn nhận, thì dĩ nhiên đó là góc độ cá nhân của người ta thôi. Thế nhưng người ta lại đánh giá sai lầm ở góc độ gì? Cái góc độ đó là theo như em nhìn nhận đó, người ta không có người ta biết nhưng người ta lại không nhìn ra cái điều đó. Người ta phải hiểu là bác Phạm Minh Chính là ai, đúng không ạ? Là ủy viên Bộ Chính trị, là Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chứ không phải là các YouTuber mà sang Mỹ để làm các cái chương trình lùa gà lùa vịt gì đó mà đưa ra những cái nhận định hay là đưa ra những cái cảnh báo xin thưa với các anh có cái những cái phát ngôn như vậy đó, thì theo em nghĩ nó hơi có cái gì đó nó quá tự tin vào bản thân mình trên không gian mạng, đúng không ạ? Bởi vì lãnh đạo bất kỳ một quốc gia nào khi người ta sang thăm và làm việc với quốc gia khác đó, thì người ta đã có chương trình dự kiến rất là lâu, cũng như là có cả các cái cơ quan, các cái bộ phận lớn tập trung cái trí tuệ, người ta hoạch định đường lối và người ta sẽ thực hiện về bàn về những cái nội dung gì, và những cái nội dung đó không phải là người ta đều công bố hết, có những nội dung người ta sẽ công bố, có những nội dung người ta không công bố, thuộc về mật chẳng hạn thì người ta sẽ không công bố. Cái chuyện này thì hết sức bình thường, đối với cá nhân em thì em cũng nhìn nhận được cái vấn đề đó. Thế nhưng mà có người cho rằng là sẽ bị sập bẫy, đúng không ạ? Sẽ bị sập bẫy hoặc là sang là sẽ hợp tác với Mỹ để thực hiện vấn đề này vấn đề kia, đó là những quan điểm cá nhân của những anh nói anh đưa ra thôi, chứ theo em nghĩ là nói tóm lại là cũng chỉ để làm YouTube thôi, chứ còn nếu mà để mà thực hiện cái góc độ ngoại giao đó thì cũng chưa xứng tầm và cũng chưa đến lượt. Đó với cá nhân em suy nghĩ như vậy, có thể là em đưa ra những cái nhận định mà nó hơi quá đáng, thì nếu như mà có nghe được thì cũng phải hết sức thông cảm thôi, bởi vì em nhìn nhận rất rõ ràng. Đánh giá của một cá nhân mà về góc độ mà làm giải trí đó thì nó khác, nó không phải là góc độ của một nhà làm chính trị hay là một lãnh đạo đang đứng đầu một quốc gia. Đó là quan điểm em rõ ràng như vậy. Và có lẽ là những người này người ta cũng quên mất một điều, đó là gì? Đó là bác Phạm Minh Chính trưởng thành từ ở đâu, đúng không ạ? Và hiện nay đang giữ cương vị nào? Đó, người ta quên mất cái điều đó. Thế người ta đưa ra quan điểm cá nhân thôi. Đó giống như kiểu anh em mình hay nói vui, đó là dạy khôn người khác. Trong khi đó thì mình không nghĩ lại là mình đang là ai và ở vị trí nào. Đó là theo em nghĩ là như vậy thôi, thì có thể nó hơi quá đáng một chút, nhưng sự thật nó là như thế. Đúng rồi. Lại khổ cái nữa này Trung, khổ cái nè, tức là thí dụ như cái tay YouTuber đó họ có nhiều fan theo dõi đi, đúng không, thì fan ủng hộ đi, mà thí dụ như gặp fan, những fan đó mà ví dụ như là hơi ngây ngô một tí mà nghe vậy, ôi thôi anh hay quá, ôi anh giỏi quá, sao anh
anh là đúng là idol của tôi. Ủa lại thì trời ơi, chị là cái gì? Chị là một rớt xuống mặt đất dùm cái, chị là một YouTuber nha. Trời ơi trời, mà đi lưu ý cảnh báo cho một vị thủ nguyên thủ quốc gia, tức là thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trời ơi, cũng vậy bố. Bố ăn cái gì con cúng. Thiệt, chán thiệt á. Tức là ở đây á, mình nói cái gì chung, giống như chúng ta thường nói á, anh tự do ngôn luận, ha, tự do ngôn luận hay vấn đề gì đó, nhưng nó cũng phải trong cái khuôn khổ nào đó thôi. Còn ngược lại, YouTuber anh có thể lùa gà, anh câu view, anh làm những cái để anh lấy cái sự ủng hộ của fan như thế nào đó, hoặc quan điểm cá nhân, ok, tôi cũng hoàn toàn đồng ý quan điểm cá nhân, nhưng quan điểm cá nhân nó vừa với tầm của mình thôi, chứ cũng không thể mà sơ hở là gì, ôi cái đó là quan điểm cá nhân của tôi, là tôi có quyền nói thế này, tôi có quyền nói thế nọ, thì nghe nó lố lắm, quá lố. Anh Thơ Quang và cô chú anh chị trên diễn đàn có nhìn thấy không ạ? Đây là hình ảnh những binh sĩ mà thực hiện nghi lễ đón tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính tại sân bay quân sự Andrew, đúng không ạ? Một bên là quốc kỳ Mỹ và một bên là quốc kỳ Việt Nam, cờ đỏ sao vàng, người ta thực hiện nghi lễ đón tiếp đó. Chung gửi cho anh tấm ảnh này để anh đăng lên ta tốt. Anh hỏi nhẹ thôi, thì xin hỏi mấy bác mấy chú cờ vàng bên kia thấy hình ảnh này thì cảm giác thế nào? Đó, ngắn gọn thôi, có thể thấy rất rõ ràng thôi. Thì qua chia sẻ của anh đó thì em cảm nhận được cái góc độ là gì, có nghĩa là có gì đó các bạn nghe đó, em không dám đánh giá tất cả và cũng không có ý là sẽ đánh giá đâu, thế nhưng em cảm nhận thôi, đó là có thể là một số bạn khán giả là vẫn còn dễ dãi quá. Dĩ nhiên em đồng tình cái góc độ là Việt Nam chúng ta thừa tự do ngôn luận, em dám khẳng định như vậy. Các anh đưa ra quan điểm nhận định cá nhân của anh thì em cũng không có phản đối gì cả, nhưng em chỉ buồn cười thôi. Cười từ cái góc độ mà phải đưa ra những cái lời mà giống như kiểu là dạy cho lãnh đạo phải làm cái gì. Thứ hai nữa là em buồn cười ở góc độ là có một số anh chị là khen cái điều đó, nói là đúng, đúng không ạ? Và cũng cái quan điểm cho rằng là Việt Nam là đợt này là cùng với ASEAN sẽ hợp tác với Mỹ để chống nước này, chống nước kia. Người ta lại không quên mất một điều, đó là trong sách trắng quốc phòng Việt Nam chúng ta đã khẳng định 4 thông rất rõ ràng, đúng không ạ? Không có liên minh với nước này để chống nước kia. Và em tin chắc là các lãnh đạo chúng ta đó, thì với chính sách ngoại giao bao nhiêu năm nay chúng ta rất là hiểu rồi, đúng không ạ? Tất cả đều vì lợi ích của quốc gia và dân tộc Việt Nam, ngoài ra không có lợi ích nào khác. Thì em thấy rất là buồn cười, thì cũng mong là mọi người nghe thì cũng để giải trí thôi và có thêm những cái góc nhìn của mình. Thế nhưng mà cũng phải nên tìm hiểu thêm một chút để tránh, đúng không ạ? Tránh cái vấn đề là chúng ta ít cập nhật thông tin hoặc là vội vã tin tưởng vào bất kỳ một cái nội dung nào. Bởi vì thực tế ra cái vấn đề làm YouTube thì chúng ta biết rồi, cùng với sự phát triển của đất nước đó, thì bao giờ nó cũng kèm theo cái mặt trái của nó. Cái mặt trái của nó là gì? Đó là mạng xã hội giúp chúng ta tiếp nhận được nhiều thông tin có ích, nhưng bên cạnh đó thì cũng không thiếu những cái thông tin lừa gạt, những cái thông tin không có kiểm chứng hoặc là những cái thông tin không có sự thật. Thì cụ thể là sổ mũi thì... đúng không? Thì nhiều thêm có thêm thông tin sổ mũi nữa. Thì đó, thì người ta dẫn dắt dư luận theo cái hướng là gì? Người ta đánh vào tâm lý của những người nghe. Thì từ đó thì người nghe ban đầu vào thì được dẫn dắt như thế thì cảm giác rất là thích thú theo đúng cái ý tưởng của mình, theo đúng suy nghĩ của mình, rồi sau đó người ta cứ nói tràng giang đại hải đi, rồi chúng ta cũng không có suy nghĩ lại, thì nó cũng có cái gì đấy nó thiệt thòi cho người nghe là một. Cái hai nữa là chúng ta tin á thì sau này nó ảnh hưởng đến cái góc nhìn của chúng ta thôi, ảnh hưởng đến góc nhìn thì nó không có cái điều gì mà khó cả. Thì em hoàn toàn em tôn trọng các cái quan điểm đó. Thế nhưng em chỉ buồn cười là anh quên mất anh là ai và ở vị trí nào. Đúng rồi.
khi mà anh đưa ra những cái nhận định có thể là vội vàng hay là cái gì đó, trong khi mà lãnh đạo có khi nào chung cho rằng là anh nói về đi, tức là anh có cảm giác và anh có cảm nhận có ngày càng ngày hắn ta càng lố, càng ngày càng lố, giống như là trải qua một cái công đoạn nào đó và hắn ta đo lường được cái sự ủng hộ và cái sự không ủng hộ, hoặc là có những bước tiến nào đó ha, bước tiến nào đó nhất định trong cái công việc của hắn ta, thì hắn ta giống như tự cho hắn cái quyền đó, tức là hắn ta muốn thừa thắng xông lên trong trong hình dung. Theo cảm nhận của anh thôi, anh thấy tức cười. Nói chung lâu lắm rồi, anh cũng chưa có, anh không theo dõi, thực là anh cũng chẳng có bự cập nhật gì hết. Chỉ có nhiều khi những người trong nhà đó, trong diễn đàn chúng ta gửi những đoạn clip để mình xem á, thì mình nghe thôi, chứ còn thực ra là đối với anh chưa bao giờ anh coi. Có ngày trước á, ngày trước mới tập tỉnh vào cái mạng xã hội á, thì cũng xem, cũng ủng hộ nhiệt tình lắm, nhưng mà về sau chừng vài clip bắt đầu mình nhận ra có gì đó nó không phù hợp với mình, thì anh rút lui. Tới bây giờ thì từ đó giờ thì anh không xem. Dạ, cũng có thể là do cái thì lúc nãy em có nói là do cách tiếp cận đó anh. Ví dụ như em nghe bất kỳ một cái thông tin gì thì em sẽ tìm hiểu lại, em sẽ kiểm chứng lại. Bởi vì bây giờ cái vấn đề kiểm chứng thì nó không khó gì cả. Thì chúng ta có thể truy cập internet hoặc chúng ta tìm sách vở, chúng ta nghiên cứu lại. Lúc đó thì chúng ta mới đưa ra, cá nhân em là như vậy, thì lúc đó em mới đưa ra cái nhận định xem là cái vấn đề đó là người ta nói đúng hay nói sai. Và trong cái câu từ người ta nói thì người ta có mang cái hàm ý cá nhân hay không, hay là người ta nói hoàn toàn khách quan. Thì về cơ bản thì anh cảm nhận được thôi, thì như em chia sẻ trên diễn đàn cũng vậy, đó là hoàn toàn là do cái quan điểm chủ quan cá nhân từ những cái sự kiện đó, và em đưa ra đánh giá theo cái góc nhìn riêng của em. Thì về cơ bản nó là gì? Đó là cái góc nhìn của một cá nhân và mang tính chủ quan, chứ nó không mang tính là khách quan hay là khách quan và toàn diện được. Thế nên là các cái việc làm đưa ra các thông tin và các nhận định của các YouTuber thì hết sức bình thường, theo em nghĩ nó theo quan điểm chủ quan cá nhân thôi, chứ cũng chả có. Bởi vì sao? Bởi vì lãnh đạo hai quốc gia còn chưa gặp mặt, còn chưa họp thì làm sao biết người ta họp về vấn đề gì, đúng không ạ? Và trong cái cuộc họp đó người ta đề cập vấn đề gì thì làm sao chúng ta biết được, hoàn toàn không thể biết được. Cho nên là đưa ra rồi chúng ta như thế, lại chung là chúng ta phải hiểu thêm câu chuyện này nữa hả? Mình á, mình không nằm, nhưng mà mình hiểu. Mình nói ví dụ với chung đi, hai nguyên thủ quốc gia ví dụ trong cuộc họp đó ha, thì có những điều ok công khai phóng viên và Đoàn Thị Tùng có nghe được hết chứ, nhưng mà nhiều khi đâu chắc chắn trong đó có những câu chuyện chỉ có hai nguyên thủ trao đổi, hai người biết với nhau, đúng không? Cho nên đừng có phán bừa. Cho nên ông mấy tên YouTuber mà cứ lên cứ phán bừa y như đã rồi, giống như là có cảm giác là hắn ta là đạo diễn của cái cuộc họp đó luôn rồi. Hiểu không? Đúng không? Chung công nhận không? Đạo diễn hết rồi, sắp xếp hết rồi, là kế hoạch của cuộc họp nó như thế nào hết rồi, và đã biết như vậy, đem ra đưa ra cảnh báo, ông nghe thấy mất rất là tức cười. Nó kịch cỡm, chung công nhận không? Thấy có vẻ kịch cỡm không? Mà trong khi mình là ai? Mình chỉ là một YouTuber. Trời ơi trời. Nghe rất là nực cười. Vậy mà có tung hô là mới hay. Thì cái đó là do cách nhìn nhận của từng người khi tiếp nhận thông tin thôi. Thì anh em mình cũng thường có cái nói là về cảnh báo thì nó hơi quá, nhưng cũng có những cái lời khuyên. Thì dĩ nhiên mỗi người một góc nhìn, nhưng mà khi tiếp nhận thông tin thì chúng ta tiếp nhận làm sao cho nó phù hợp và có sự nghiên cứu để chúng ta đối chiếu lại những thông tin đó xem nó có chính xác hay không, mà nó chính xác bao nhiêu phần trăm. Thì cái nào chúng ta học hỏi được thì chúng ta học hỏi, còn vấn đề nào nó thuộc về cá nhân, quan điểm cá nhân đưa ra mà không phù hợp thì chúng ta không cần phải tiếp thu. Thì nên cái điều này chúng ta dễ hiểu mà. Thì em cảm nhận được cái tâm lý của người Việt Nam mình đó là mang cái
cái tâm lý đó là em thấy rất là thương người, rất thương người, và có cái gì đó cũng nhẹ dạ cả tin đó, cho nên là ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng của những người mà người ta có cái tư tưởng không tốt. Chính vì vậy nên mới có những người người ta theo Việt Tân, nghe theo Việt Tân, hoặc có những người người ta lại nghe theo cái tổ chức khủng bố của Đào Minh Quân. Thì cái điều này cũng có, dĩ nhiên số lượng không nhiều nhưng cũng có, thì không thể tránh được, bởi vì trong xã hội thì có nhiều mà anh. Trong xã hội thì chúng ta bao gồm tổng thể là có hàng triệu người đó, rồi cũng có người này người kia nghe, đó, nghe. Đúng rồi. Thế nên là cũng không thể tránh khỏi, cũng hy vọng là mọi người tiếp nhận và phân tích làm sao phù hợp để chúng ta học hỏi thêm được cái mà điều tốt, còn cái điều xấu thì chúng ta loại bỏ. Cái điều đó nó cũng hết sức quan trọng. Thì qua cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì em chia sẻ thêm như vậy thôi, và cũng nói thật về cái việc tổ chức khủng bố Việt Tân này đó, thì chúng ta bàn đi bàn lại cũng nhiều, hay là các anh chúng ta bên kia chúng ta nói đi nói lại cũng nhiều, có thể nói nhiều quá thì cô chú anh chị có thể sẽ nghe sẽ nhàm, nhưng mà chúng ta vẫn phải nói, chúng ta vẫn phải có ý kiến. Đúng rồi. Vì sao? Bởi vì là các cái thành phần này, các cái đối tượng này, các cái tổ chức này đó, hàng ngày nó bắt ta cả chống phá, và đặc biệt là cũng hy vọng là qua cái sự việc này đó, thì những cái anh đó, anh cứ lấy cái câu từ là hòa giải dân tộc ra để các anh làm cái bình phong đó, các anh có nhìn nhận lại. Nếu như các anh đã có những cái lời khuyên đối với nhà nước, đối với người dân là nên bỏ ngày 30 tháng 4, rồi nên bỏ là ngày chiến thắng là thế này thế nọ đó, thì các anh nên khuyên những người bên kia thế giới đó. Người ta văn minh, người ta tiến bộ thì người ta bỏ đi cái lòng thù hận của người ta đi đã. Người ta mở cái tư duy ra đi đã. Và người ta nên ủng hộ nhà nước cũng như ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại vì sao? Tại vì người ta nên nhìn vào những cái thực tế là từ sau ngày giải phóng đến nay cuộc sống người dân như thế nào, từ một đống hoang tàn và đến ngày hôm nay đó, có ngay kể cả đang nguyên về nước cũng thế thôi, đúng không ạ? Khi nhập cảnh Việt Nam làm việc gì không biết, nhưng cũng đăng lên kênh TikTok khi mà anh ta đi, anh ta tham quan cầu Thủ Thiêm 2 đó. Chúng ta ai mà theo dõi kênh TikTok của Đan Nguyên là sẽ biết thôi. Thì đó, cái điều đó là cái minh chứng nó cụ thể nhất, nó rõ ràng nhất. Chứ còn chúng ta nói thì là một chuyện, thế nhưng mà cái chứng minh đó là chuyện khác, giữa lý luận và thực tế nó khác nhau hoàn toàn. Và qua cái việc đó chúng ta thấy được là những cái thành phần bên đó, người ta nói thì cũng rất là hay lắm, người ta nói thì rất là hay, thế nhưng thực tế người ta có vì lợi ích của người dân hay không thì chúng ta nhìn chúng ta thấy thôi. Và bản chất của người ta như thế nào thì chúng ta cũng nhìn chúng ta thấy thôi, và từ đó chúng ta loại bỏ nó đi, đúng không ạ? Loại bỏ dần đi cái thành phần đó, thì từ đó thì nó kiếm tiền qua các cái bài viết, qua những clip mà chúng ta không theo dõi, không lắng nghe nữa, thì dĩ nhiên là tự dưng nó cũng sẽ chả còn việc gì nó làm nữa. Chống mãi rồi nó cũng chán. Và một vài năm nữa thôi thì thế hệ F1 không còn nữa, đúng không ạ? Lớn tuổi rồi không còn nữa, rồi đến thế hệ F2 một số người, rồi đến thế hệ F3 thì người ta sinh ra từ bé ở Mỹ, người ta tất cả những cái ở Mỹ thì đặc biệt người ta chả quan tâm nữa, mà có khi lúc đó người ta lại mong muốn tìm về quê hương. Đấy, thì cái điều đó mới là quan trọng. Đó là em chia sẻ thêm như vậy, thì cảm ơn anh và mọi người đã lắng nghe. Ok Trung, cảm ơn Trung nhiều nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người ngủ ngon, và xin hẹn gặp lại mọi người vào cái buổi live lần sau ạ. Xin chào tạm biệt ạ. Bye bye.